Các bạn thân mến, ngày 23 tháng 11 năm 2019, Ngày hội du lịch đêm Hoa Đăng Ninh Kiều chính thức khai mạc tại công viên Ninh Kiều trên cầu đi bộ. Đây là một sự kiện du lịch thường niên do Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức, nằm trong chuỗi sự kiện điểm nhấn cho du lịch Cần Thơ. Với chủ đề Hội tụ và tỏa sáng, ngày hội mang đậm nét văn hóa đặc trưng đô thị miền sông nước lung linh với hàng chục hoa đăng tỏa sáng trên rạch Khai Luông. Điểm nhấn là hai rồng đen phun nước cùng 15 mô hình đánh dấu qua 15 năm chặng đường phát triển của quận Ninh Kiều. Lễ khai mạc với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, ngợi ca quê hương đất nước, vẻ đẹp của đô thị Cần Thơ miền sông nước, nét thơ mộng của Ninh Kiều. Song song đó là các hoạt động náo nhiệt thu hút hàng ngàn du khách tham quan thưởng lãm hoa đăng và trải nghiệm vui chơi giải trí, các gian hàng quảng bá xúc tiến du lịch, gian hàng bánh ẩm thực đường phố, hoạt động âm nhạc đường phố, hoạt động dân gian, du thuyền thưởng ngoạn, triển lãm sách, hình ảnh và thi đố vui, hoạt động viết thư pháp, triển lãm bộ ảnh 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại lễ khai mạc, hàng ngàn bà con đã đứng trên cầu đi bộ để xem hoa đăng, một cái không khí rất đẹp của ngày lễ hội. Các bạn thân mến, ngày hội du lịch đêm hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ diễn ra tại công viên Ninh Kiều, cầu đi bộ rạch Khai Luông, và có 12 hoa đăng lớn trang trí theo từng chủ đề khác nhau như Cần Thơ ngày mới, Cần Thơ thành phố hiện đại, đờn ca tài tử bánh dân gian Nam Bộ, trong đó có hai mô hình rồng vàng làm chủ đạo, thiết kế thêm phần phun nước, thể hiện khát vọng dương xa của Ninh Kiều. Bên cạnh đó còn có nhiều hoa đăng nhỏ để tạo hình cho du khách thưởng lãm. Cũng trong khuôn khổ ngày hội còn có nhiều hoạt động khác như trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố và các quận huyện giải đua thuyền truyền thống thành phố Cần Thơ lần thứ tư năm 2019. Ngoài ra còn có triển lãm sách, hoạt động viết thư pháp. Ngày hội diễn ra từ ngày 23 tháng 11 cho đến ngày 25 tháng 11 sẽ kết thúc. Sông nước mênh mang.
Sau đây xin kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể quý vị thưởng thức tiết mục Sông Ca Múa Việt Nam Đất Nước Tuyệt Vời của tác giả Trường Quy, dàn dựng Lâm Đức, do Tố Trinh, Đỗ Lộc và nhóm múa trình bày. Việt Nam ơi, còn mãi trong tim tôi.